Billy International Việt Nam xin kính chào tất cả quý khách hàng và quý đối tác của Billy. Video này sẽ hướng dẫn cho tất cả quý khách hàng và quý đối tác của Billy nhận biết và hiểu rõ hơn các biểu hiện có thể xảy ra khi sử dụng sản phẩm VOC. VOC được ví như một vị bác sĩ 24/7 giúp cơ thể chúng ta phát hiện được những vấn đề bệnh lý mà cơ thể đang gặp phải. Thông qua việc VOC sẽ đi vào cơ thể đến những điểm bệnh yếu nhất, thúc đẩy khí huyết lưu thông, sau đó tạo ra phản ứng bên ngoài cơ thể như là da ửng đỏ, châm chích, ngứa, cảnh báo cho chúng ta biết cơ quan nào đang có vấn đề. Nếu đỏ trán kèm theo đau đầu, hoa mắt, chóng mặt, có nghĩa là não bộ đang thiếu oxy cung cấp, làm căng các dây thần kinh vùng đầu, rối loạn tiền đình, mất ngủ và trí nhớ kém. Nếu đỏ hai mắt, có nghĩa là mắt đang thiếu dưỡng chất, xảy ra ở những người có vấn đề về mắt như là tật khúc xạ, cận thị, viễn thị, loạn thị, những người đã từng chấn thương, phẫu thuật ở mắt. Nếu kèm theo tim đập nhanh và khó thở, có nghĩa là có vấn đề về tim mạch. Nếu đỏ ở mũi và vùng hai bên sát mũi thì có nghĩa là bệnh lý về hô hấp hoặc là những người đã từng can thiệp, chấn thương, phẫu thuật ở mũi. Nếu thấy đỏ ở gò má, có nghĩa là có bệnh lý về tiêu hóa như là gan, dạ dày, tụy và ruột. Nếu thấy đỏ ở hai tay, có nghĩa là năng lượng của cơ thể đang thấp, cơ thể đang yếu và đang hàn khí tích tụ rất nhiều. Nếu thấy đỏ ở nhân trung, đối với nam chú ý vấn đề về tuyến tiền liệt, còn đối với nữ thì chú ý vấn đề về phụ khoa. Nếu thấy đỏ ở quanh miệng và cằm, đối với nam chú ý bệnh lý về thận, đối với nữ chú ý các bệnh lý về nội tiết tố. Nếu thấy đỏ ở cổ thì chú ý các vấn đề về tuyến giáp. Nếu thấy đỏ ở vai gáy, có nghĩa là cổ vai gáy đang đau, nhức mỏi và khí huyết đang lưu thông kém ở vùng này. Nếu thấy đỏ ở các khớp như là khớp vai, khớp khuỷu, khớp bàn ngón tay, bàn ngón chân và khớp gối thì chú ý các vấn đề bệnh lý về xương khớp như là viêm khớp, thoái hóa khớp hoặc là đã từng chấn thương, phẫu thuật ở các khớp. Nếu thấy đỏ toàn thân, kèm theo cảm giác châm chích, bứt rứt, ngứa ở da, có nghĩa là máu lưu thông tuần hoàn đưa oxy đi đã thông các điểm tắc trong cơ thể và gan mật đang đào thải độc tố ra ngoài cơ thể. Đây đều là những biểu hiện bình thường của cơ thể và chúng ta không nên quá lo lắng về vấn đề này. Ngoài ra sẽ có những trường hợp khi sử dụng VOC, dù thời gian sử dụng đã lâu cũng không thấy bất cứ biểu hiện gì, thì chúng ta sẽ có hai nguyên nhân. Thứ nhất, đó là cơ thể của bạn đang tạm ổn, cân bằng, khí huyết lưu thông đầy đủ. VOC sẽ giúp duy trì sự cân bằng này và cơ thể sẽ được khỏe mạnh. Thứ hai, đó là do oxy đang đi vào các tế bào sâu bên trong nội tạng để chữa lành các cơ quan nội tạng đang bị tổn thương nên không biểu hiện ra bên ngoài và cảm quan mắt thường không thể nhìn thấy. Ngoài ra, các biểu hiện có thể bằng nhiều cách khác nhau như là qua việc đổ nhiều mồ hôi, buồn nôn, nôn ói, đi tiểu nhiều lần và đi cầu nhiều lần. Mong rằng qua video này, quý khách hàng và quý đối tác của Billy đã hiểu rõ hơn về những biểu hiện sau khi sử dụng sản phẩm VOC cộng. Xin chân thành cảm ơn tất cả quý khách hàng và quý đối tác đã luôn tin tưởng và đồng hành cùng Billy Việt Nam.